sướt mưa chẳng thể gió dài, thì xin ai kia hãy khóc khóc. Thưa quý vị, đấu ai định nhịp được tình yêu có khó gì đâu một buổi chiều. Hai người nhìn nhau ngồi sát lại, môi kề mắt nhắm, thế là yêu. Đôi khi yêu nhau không biết phải cưới. Cái gì vậy? À không, nhưng cưới còn tốt hơn. Vâng, để nói về tình yêu thì chúng ta đã nói về tất cả những sự trái tim, gọi là yêu nhau đến thực sự ra sự ngăn cản của tình cảm. Trái đất này có thể nói rằng mọi người đến với nhau, lòng ghép vào nhau đó những thông điệp, có thể nói yêu nhau hơn và tình cảm chăng chứa có những cái mà không thể nào tránh khỏi và buộc người đàn ông của chúng ta. Sao giờ này còn nằm ngủ ở đây? Anh đang nằm mơ hay đây là sự thật? Nằm mơ gì? Anh mơ thấy đám cưới. Thì đám cưới hôm qua rồi mà. Hả? Thiệt hả? Vậy là mình đám cưới rồi hả? Trời ơi. Ủa cái anh này bị khùng hả? Không, anh không có khùng, anh chỉ đù thôi. Đúng là ba đù, thật là vãi đù. Sao em lại nỡ lòng nào nói anh như vậy? Em không nhớ những năm tháng chúng ta ở bên nhau hay sao? Anh ở đợi nhà em mấy năm nay mà. Tăng tăng có mì rồi. Trời ơi, nấu tới mày cái tiếng đồng hồ luôn mà nói tiếng lét vậy nè. Không phải, tại đang nấu bếp ga hết ga bỏ vô nồi cơm điện nấu. Anh ăn luôn đi nha. Ngồi làm gì vậy? Lại chạy mồ hôi coi nóng quá chừng nè. Nhìn cái gì mày ơi? Su, thả cho anh đi, Su. 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 Ở đợi hả? Quên luôn á. Nhưng mà chẳng lẽ em không thấy vui hay sao? Đồ bu ra đồ. Làm gì vậy? Cầm nắm gì đó không? Em xuống cái gì coi. Em coi kỹ lại coi vòng vàng nhẫn có mất cái nào không vậy? Anh này nói kỳ quá à. Anh ba đồ đó giờ hiền lành mà anh nói vậy ảnh buồn sao? Đúng rồi đó, tôi buồn rồi sao? Hai Su ha. Thôi đi, anh đừng có được nước làm tới. Em không biết thôi, nhìn lù đù gì chứ bác lâu chạy đó. Cái gì? Nó không đúng hả? Nè, nghe cậu dặn. Cậu với mợ. Ủa mà sao? Cậu mợ là sao? Hồi đó là anh em mà sao giờ cậu mợ? Bây giờ thích cậu mợ được không? Ai là chủ? Dạ cậu. Mới dặn xong, giờ phải dặn lại nữa. Nghe dặn kỹ nè. Cậu với mợ đi hưởng tuần trăng mật. Mày ở nhà lo lao chùi nhà cửa sạch sẽ. Mất cái gì á là coi chừng đó nha. Anh yên tâm đi,
anh Ba Đù á, hồi đó giờ làm ở nhà em biết bao năm nay rồi, có cái gì đâu. Biết rồi, mà cẩn thận vẫn hơn. Thôi, bây giờ hai vợ chồng tụi em á đi hưởng tuần trăng mật nha. Còn ba em á thì ổng cũng đi hưởng tuần trăng rằm rồi. Ủa, hưởng tuần trăng rằm là sao? Ổng mới quen bạn gái. Hả? Ông chủ có bạn gái ngay rằm luôn hả? Nhiều chuyện quá. Trời, giống Ngưu Lan chức nữ quá. Thôi bớt nhiều chuyện đi. Em đi lẹ không trễ rồi em. Dạ. Đủ. Vô xách đồ cho cậu. Đi. Ba Đồ. Em, dù rằng tình ta đã cách xa, dù rằng ai kia đang đứng chờ em, hãy ở lại đây, hãy đừng lại đây vài phút say rồi đi. Ba Đồ. Hết vui rồi nha. Mày hơi bị nhây rồi đó. Vô chịu khó ngủ sớm nằm mơ đi ha. Đi em. Chịu khó ngủ sớm nằm mơ đi ha. Mơ một ngày anh mơ đôi ta có thể trở lại, mình cùng chung đôi bước tiếp trên con đường dài, giấc mình tình dâng không thể chung vai. Đâu à, gì vậy? Con đi rồi hả? Trời, giật mình thiệt luôn á. Trời đất ơi, hù thì phải giật mình chứ, giật mình thiệt dở gì. Đây nè nè, trời ơi, tao mệt con quỷ này quá à. Cái chó nhà này thì mày giữ đi, tự nhiên nó gửi cho tao. Nói chung tao cũng ham là ha, 30 ngàn nó gửi đó, mà con quỷ này nó ăn tạp thấy sợ á. Mẹ chúa mà làm như heo vậy. Tao hỏi mày, tao bán tạp quá mà tao để mới để đó, tao luôn quay tao bán hại khách, quay qua hai hộp xúc xích tao mất tiêu mà mày. Trời ơi, rồi bốn lóc da ua, rồi một dĩa phô mai nữa, mà tụi nó ăn thì nó tốn tiền bao nhiêu rồi chịu cái nổi hả? Mà nó gửi mấy ngày là sao tao chịu nổi. Vì chó mày mình không trả cho mày nè. Không được nha. Sao vậy? Cái nào nó phải ra cái đó nha. Là sao? Dì Bảy nhận giữ 30 ngàn ngày rồi. Dì Bảy giữ đi, chứ con mà giữ được là su để cho con giữ rồi, đâu có gửi dì Bảy. Con không có thân thiện với chó. Ý mày nói tao thân thiện với chó hả mày? Thôi tao mệt quá đi, tao hỏi mày, nó đưa tao giữ mà nó đánh hơi nhà này nó về không à. Thôi tao mệt, tao trả cho mày nè, tao có 20-30 đâu. Trời ơi, mới có một ngày thôi, không một ngày có chút xíu thôi mà nó ăn giọng đó, mà tao giữ nó mấy ngày, trời cho tao dẹp tiệm giọng phá của tao quá à. Đâu mày giữ nó đi. Con sợ chó lắm. Trời ơi, chó là cái bạn rất là thân thiết với con người ha, ráng giữ đi ha. Ê, mà vợ chồng tao đi hưởng tuần trăng mật, mày làm gì mày lèm bèm vậy, giống như ai nhập mày vậy? Mày ca mày hát hả? Thằng điên, ca thì vô nhà ca, đứng ngoài đường ca. Ê, muốn ca không? Vô nhà ca chung với tao nè, karaoke. Ca không? Nè, gì Bảy dắt nó về ca gì Bảy đi. Dù gì? Trời đất ơi, tự nhiên mày bỉa tao cay nó. Tao chó hả mày? Tao mời lơi mày thôi. Mày quá bển, mày dành ca hết với tao sao? Vậy tao không biết đó, trả cho mày đó. Trời ơi, cũng như là mơ, nó đợi tôi giết chết lòng mơ. Đời cũng như là mơ, nó đợi tôi giết chết lòng mơ. Trời ơi, muốn ói thiệt á. Sai thì anh đã sai, sẽ trách được ai? Giờ thì tình yêu đã nhạt phai, tình tôi tâm linh, tình tôi lặng im, em bước đi cùng ai? Xin nhìn lời xin lỗi từ anh dù đã muộn màng, dù tình yêu mới của em đã quá nồng nàn, dù tình đôi ta đã chót sơ dại dầu. Chúng ta đã rồi mình sẽ như thế. Giờ những ngày giờ đời ta không yêu quá vội vã, biết đâu giờ chẳng có ngày ngày hôm qua. Giờ đây tình yêu đời ta là như thế nào, chắc quay trở lại là chuyện không thể nào. Giấc mơ mà anh dần say giờ đây đã vội vã.
sẽ chẳng về bên anh. Yêu của tôi là như vậy sao? Giấc mộng giờ đã tan rồi, em giờ đây cũng xa rồi. Lấy gì để tiếp mơ khi người em